Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bà Harris vỡ mộng bước chân vào Nhà Trắng, mất hút khi ông Trump tái đắc cử. Theo báo Người Lao Động, trước khi có kết quả bầu cử, ông Trump và bà Harris đã không ít lần có những phát ngôn gây tranh cãi. Thế nhưng, khi truyền thông gọi ông Trump là người chiến thắng, thì bà Harris lại có động thái không ngờ. Đến nay, bà vẫn chưa có phát biểu gì, trong khi đám đông lớn những người ủng hộ bà đã tụ tập tại Đại học Howard, nơi bà từng theo học. Đồng chủ tịch chiến dịch của bà, ông Cedric Richmond, đã có bài phát biểu ngắn gọn trước đám đông sau nửa đêm, nói rằng Harris sẽ phát biểu trước công chúng trong ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương. Chúng tôi vẫn còn phải chờ kiểm phiếu, ông nói. Trong khi đó, ông Trump đã ngay lập tức có bài phát biểu tự tin về chức tân tổng thống 2024 của nước Mỹ. Theo báo Người Lao Động, ông Donald Trump đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi các cơ quan truyền thông gọi tên ông là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, xuất hiện tại trung tâm hội nghị Palm Beach ở bang Florida lúc rạng sáng 6 tháng 11, giờ miền đông nước Mỹ, tương ứng buổi chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Bài phát biểu của ông Trump bắt đầu chỉ hơn nửa giờ sau khi Fox News dự đoán rằng ông đã đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris. Ông Trump đã xuất hiện trên sân khấu cùng với gia đình và người bạn đồng hành tranh cử, ứng viên phó tổng thống J.D. Vance. Nước Mỹ đã trao cho chúng ta một nhiệm vụ chưa từng có và mạnh mẽ, ông Trump khẳng định giữa tiếng reo hò ủng hộ của đám đông tại Palm Beach. Hầu hết các cơ quan báo đài tại Mỹ đã khẳng định ông Trump giành được chiến thắng ở các tiểu bang chiến trường Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia và dẫn đầu ở 4 tiểu bang còn lại, theo Edison Research. Động thái bất ngờ của bà Harris khiến nhiều người ngỡ ngàng, trong khi trước đó, trong cuộc tranh cử, bà Harris đã đưa ra những cảnh báo đối với ông Trump. Bà Harris tuyên chiến, đối đầu gay gắt với ông Trump trước ngày bầu cử. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã khởi động chặng cuối cùng của chiến dịch tranh cử vào tối 29 tháng 10 theo giờ Mỹ bằng bài phát biểu tại khu công viên Ellipse ở trung tâm thành phố Washington. Đây cũng là nơi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngay trước khi xảy ra cuộc bạo loạn tại điện Capitol, ghi nhận nguồn tin từ VOV. Bài phát biểu vận động tranh cử này được coi là một trong những cơ hội quan trọng để Phó Tổng thống Harris tiếp cận những cử tri đang mâu thuẫn hoặc những người đang lo ngại về hành vi của ứng viên Donald Trump, nhưng vẫn chưa thực sự tin tưởng bà Harris có thể đưa nước Mỹ đi đúng hướng. Đối với bà Harris, việc vừa đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về đối thủ lại vừa tìm kiếm sự tin tưởng hướng tới vai trò tổng thống tương lai của bà đã trở thành thách thức mang tính quyết định trong giai đoạn cuối cùng của chiến dịch tranh cử. Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh hai ứng viên tổng thống Mỹ đang có tỷ lệ ủng hộ bám đuổi sát sao trong các cuộc thăm dò dư luận và đã có hơn 50 triệu người bỏ phiếu sớm. Dưới đây là những điểm nhấn quan trọng trong bài phát biểu của Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo giới quan sát, bà Harris đã có màn thể hiện rất ấn tượng vào thời điểm quan trọng của cuộc bầu cử. Sử dụng ngôn từ mạnh mẽ, xen lẫn chút hài hước, Phó Tổng thống Mỹ đã đan xen nhiều chủ đề như đưa ra lập trường về những vấn đề quan trọng của nước Mỹ, công kích đối thủ, tóm tắt tiểu sử và nêu bật thành tựu của bà để thuyết phục các cử tri vẫn còn do dự. Bà dường như đã tránh được những phát ngôn lỡ lời có thể khiến các cử tri mất lòng hoặc khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sau một giai đoạn đầy lo lắng khi bị tụt lại so với ông Trump trong các cuộc thăm dò, bà Harris dường như có thể an tâm hơn đôi chút khi tỷ lệ ủng hộ của bà đã nhỉnh hơn so với ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trước đó, đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump đã vướng vào lùm xùm sau khi Tucker Carlson, cựu biên tập viên của Fox News, chế giễu chủng tộc của bà Harris và có những bình luận xúc phạm mạnh mẽ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, bại tướng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Các nhà phân tích nhận định màn thể hiện của bà Harris tại Ellipse có thể làm tăng cơ hội đảo ngược thế cờ theo hướng có lợi cho bà trong tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử.
bài phát biểu của bà Harris đã gợi nhắc lại vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Các đối tượng bạo loạn đã tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 nhằm ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực tổng thống cho ông Joe Biden sau khi ông Trump bị thua cuộc. Bà Harris nói rằng, hãy xem ông Donald Trump là ai. Ông ấy là người đứng ở chính nơi này gần 4 năm trước và cử một đám đông có vũ trang đến Điện Capitol Mỹ để lật đổ ý chí của người dân trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Một cuộc bầu cử mà ông ấy biết mình đã thua. Hiện có nhiều ý kiến khác nhau trong đội ngũ tranh cử của bà Harris về hiệu quả của việc công kích và chỉ trích ông Trump. Rất khó đoán định liệu các cử tri ủng hộ ông Trump có thể thay đổi lập trường khi bà Harris lập luận rằng hành vi trong quá khứ và lời lẽ hiện tại của ông Trump khiến ứng viên này khó có thể đảm nhiệm vai trò tổng thống. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đưa ra một lập luận có chừng mực hơn khi cố gắng kêu gọi những cử tri không còn mặn mà với cựu Tổng thống Trump. Trong một thời gian quá dài, chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều sự chia rẽ, hỗn loạn và ngờ vực lẫn nhau. Mọi việc không nhất thiết phải diễn ra như vậy, bà nhấn mạnh. Tôi đề xuất một con đường khác và tôi xin phiếu bầu của các bạn. Phó Tổng thống Harris hối thúc các cử tri vượt qua kỷ nguyên chính trị của Trump, đồng thời mô tả việc bà ra ứng cử như một cách để mở ra trang mới nhằm tránh khỏi những bi kịch và xung đột, nỗi sợ hãi và chia rẽ. Đã đến lúc cần có một thế hệ lãnh đạo mới tại Mỹ và tôi mong muốn sẽ được trao quyền lãnh đạo đó với tư cách là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Bà cam kết trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ, luôn đặt đất nước lên trên đảng phái và trên bản thân mình. Phó Tổng thống Kamala Harris đã cố gắng đưa một số chi tiết quan trọng về tiểu sử của bà vào bài phát biểu. Đây dường như là sự thừa nhận rõ ràng rằng một số cử tri vẫn quen thuộc với bà, mặc dù bà đã nhiều năm đảm nhiệm vai trò phó tổng thống. Bà Harris tham gia cuộc tranh cử cách đây 3 tháng, sau khi những lo ngại về tuổi tác của ông Joe Biden khiến đảng Dân Chủ cố gắng thuyết phục ông rời khỏi cuộc đua. Sau cuộc chạy nước rút sau đó, thì bà Harris thừa nhận đôi khi gặp khó khăn trong việc giới thiệu bản thân với cử tri. Mặc dù tôi đã có vinh dự được phục vụ với tư cách là phó tổng thống trong 4 năm qua, nhưng tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn vẫn đang tìm hiểu về tôi. Trong phần kết thúc bài phát biểu, bà tự nhận đã sống theo lời hứa của nước Mỹ khi còn là một đứa con của phong trào dân quyền và ngay cả trong cuộc sống sau này. Bà Kamala Harris cũng cố gắng khơi gợi sự đồng cảm của cử tri hơn khi nói rằng tôi không hoàn hảo, tôi mắc lỗi, nhưng tôi hứa với các bạn, tôi sẽ cố gắng lắng nghe các bạn. Ngay cả khi các bạn không bỏ phiếu cho tôi cũng sẽ luôn nói sự thật với các bạn. Theo giới phân tích, vẫn chưa rõ những lập luận sắc sảo và chặt chẽ như vậy của bà Harris có thuyết phục được các cử tri vẫn còn do dự hay không. Nhưng ít nhất, Phó Tổng thống Mỹ đã tìm cách gắn kết các câu chuyện cá nhân và chính trị của bà với nhau, tạo ra một khối thống nhất. Bài phát biểu này là một phần trong bài phát biểu kết thúc chiến dịch tranh cử của bà Harris diễn ra chưa đầy một tuần trước ngày bầu cử. Trong đó, bà chủ yếu tập trung công kích cựu tổng thống. Đội ngũ tranh cử của bà lập rằng hàng chục triệu người Mỹ đang thất vọng vì sự chia rẽ trên chính trường. Các cuộc thăm dò dư luận trong những tuần gần đây cho thấy cuộc đua sẽ diễn ra cực kỳ gay cấn và có sự thay đổi có lợi cho ông Trump. Theo kết quả thăm dò, bà Harris đang dẫn trước ông Trump một chút về tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc, với số phiếu của hai bên lần lượt là 48,6% và 47,8%. Washington DC, tiểu bang lân cận Maryland và Bắc Virginia đều là những khu vực mà bà Harris nhận được sự ủng hộ rộng rãi và hàng ngàn người ủng hộ đã xếp hàng nhiều giờ để chờ đợi phát biểu của bà. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.